Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dùng cảnh giác chiêu trò bán iPhone giá rẻ trên mạng xã hội, quảng cáo máy chính hãng nhưng thực chất là hàng nhái. Cuối tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang mở rộng điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán điện thoại iPhone giá rẻ trên mạng xã hội. Các đối tượng trong đường dây này đã tạo tài khoản Facebook và đăng tải thông tin bán iPhone chính hãng mới nguyên siêu với giá rẻ bất ngờ chỉ từ 6,99 đến 7,59 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng sử dụng số điện thoại rác, tài khoản không chính chủ trên app nhắn tin với tên Ngọc SP, Phương SP, Hằng SP để liên hệ tư vấn bán hàng. Khi người dùng liên hệ mua hàng, chúng sẽ tư vấn nhiệt tình, cam kết sản phẩm chính hãng và bảo hành 12 tháng. Nhiều người thấy iPhone được bán giá rẻ nên đã để lại thông tin mua hàng gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mẫu máy muốn mua. Khi khách hàng đồng ý mua máy, các đối tượng gửi hàng cho nạn nhân qua dịch vụ thu hộ, yêu cầu thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng rồi mới được kiểm tra. Tuy nhiên, khi khách hàng nhận hàng và thanh toán tiền, họ mới tá hỏa nhận ra rằng sản phẩm được giao là iPhone giả, có thiết kế gần giống với iPhone chính hãng nhưng chất lượng kém xa. Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân không nên mua sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, không nghe tư vấn trên các website khi chưa xác định được độ uy tín và an toàn. Ngoài ra, chỉ giao dịch khi đã xác nhận độ uy tín, đảm bảo người bán cung cấp thông tin, hình ảnh và mô tả chính xác sản phẩm. Cần tỉnh táo khi đọc đánh giá của người mua khác, đồng thời tìm hiểu chính sách bảo hành, hoàn tiền của bên bán hàng để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.